chào mừng các anh, các chị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của Family Car Hải Dương. Hôm nay Hiền Kim lại giới thiệu với quý anh chị và các bạn một chiếc Kia Cerato số tự động 1.6, sản xuất 2017, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu, biển gốc là 43, hồ sơ bên em đã rút cầm tay rồi. Xe giá tiền đang chào bán là 575 triệu. Xe bên em cam kết là không tai nạn, không ngập nước, máy zin, cột kèo keo chỉ zin. Biển số của nó Hiền Kim sẽ đọc luôn nhé. Biển số là 43A24936. Mua chính chủ luôn ạ. Chiếc xe này thì hỗ trợ trả góp lên tới 70-75% giá trị xe. Nên anh chị có thể xem qua một vòng chiếc Kia Cerato bản full 2017, số tự động. Vỏ bên ngoài la răng 17 inch, lốp còn rất là đều. Xe quay nội thất, chào quý anh chị và các bạn xem qua. Xe cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Vị trí ghế nhớ đầy đủ, ghế điện, ghế nhớ hai vị trí. Xe chạy hơn 3 vạn nhé. Xe order hơn 3 vạn. 3 vạn 9. Số tự động 1.6. Option đủ luôn cho một chiếc xe. Cửa sổ trời, đề nổ thông minh. Tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng. Mua xe của Family Car thì anh chị em cứ yên tâm về chất lượng xe. Điều hòa tự động 2 chiều. Các phím tích hợp chế độ đàm thoại rành tay, phím volume. Gầy số trên vô lăng. Chạy cũng rất là tiết kiệm. Nhưng dòng này số tự động nó sẽ ăn khoảng tầm 7 lít đến 7 lít rưỡi trên 100 km. Nội thất màu da kem. Để đồ rất là rộng. Cái này thì được lắp thêm mà. Có thêm mà cam hành trình nhé. Em sẽ tiến hành quay phần máy. Anh chị có thể nhìn thấy luôn ạ. Quay như này thì anh chị có thể zoom lên, zoom to cái màn hình của điện thoại của mình lên để nhìn rất là rõ những chi tiết của chiếc ốc 1. Có thể là những chiếc ốc mà khi chúng ta mắt thường nhìn trực tiếp nó cũng rất là khó, nhưng mà khi quay video này thì anh chị mình có thể zoom chiếc ốc của phía dưới lên. Xe cam kết là máy zin, cột kèo keo chỉ zin, không tai nạn, không ngập nước. Em đọc lại thông tin của xe Kia Cerato số tự động 1.6. Xe lắp ráp tại Việt Nam và giá tiền đang chào bán là 575 triệu. Mọi người nhớ đăng ký kênh của Hiền Kim hoặc đến trực tiếp theo chỗ địa chỉ là 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh để được lựa chọn nhiều xe và theo dõi được chi tiết nhiều xe hơn, giá cả